của cảm xúc của em là hoàn toàn bất ngờ và rất là, người ta gọi đó là chút hụt hẫng, tại vì em cũng không nghĩ là cái kết quả nó sẽ xảy đến như vậy. Nhưng mà cho đến bây giờ thì em nghĩ là em tôn trọng quyết định của ban giám khảo cũng như trưởng ban, cũng như của ban tổ chức, tại vì cái đó là cái sự chọn lựa cho sự xứng đáng và người nào có thể hoàn thành tốt được những cái nhiệm vụ sắp tới. Và đúng là rất là nặng nề để mà khó có thể chọn lựa. Và các bạn năm nay đa số các bạn thí sinh đều đến từ đại học, các bạn là sinh viên và các bạn rất có ít, rất ít kinh nghiệm để có thể hoàn thành được cái sứ vụ khá là nặng nề trong 3 năm tiếp theo. Rất là tiếc, nhưng mà Ngân Ngân vẫn tôn trọng và Ngân chọn lựa là sẽ tiếp tục đồng hành cùng ban tổ chức. Nhưng mà trước đó em đã nghĩ là sẽ có người kế nhiệm trao lại cái công việc của mình, nhưng bây giờ là không có người thì sao? Em vẫn luôn nghĩ rằng sẽ có người kế nhiệm để có mình có thể trao lại, gửi gắm lại những cái nhiệm vụ mà mình đang dang dở. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì đó là quyết định của trưởng ban tổ chức và em sẽ đồng hành cùng trưởng ban tổ chức trong chặng đường kế tiếp. Với hai Á Khôi 1, Á Khôi 2 thì sao em? Hai Á Khôi 1, Á Khôi 2 là em cũng rất là đánh giá cao với khả năng của hai bạn, vì đối với em thì hai bạn hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị mà các bạn đang được nhận. Cái việc mà không có người kế nhiệm có nghĩa là tiếp theo em sẽ đồng hành với chương trình đúng không em? Dạ, có thể gọi là như vậy. Suốt cuộc thi thì tất nhiên là về hình thể các bạn không thể nào mà có thể có những cái hình thể nóng bỏng và bốc lửa như những cuộc thi tìm kiếm những chiến binh để đi thi khác, mà đây là tìm kiếm được sự mộc mạc, sự đơn giản và sự tinh khôi nhất trong các bạn thí sinh. Và Ngân đánh giá rất cao trong đêm thi hôm nay, các bạn đã cố gắng thể hiện trong vòng mười mấy ngày qua trong quá trình thi thì các bạn đã cố gắng rất là nhiều để có thể thể hiện được như vậy. Vì Ngân là người chứng kiến các bạn khi vào vòng sơ khảo, các bạn đã rụt rè, đã e dè và đã thể hiện không có tốt như thế nào, nhưng hôm nay các bạn đã hoàn toàn làm Ngân rất là tự hào. Nhưng mà em theo em thì các thí sinh thiếu điều gì mà đang được Ngân nghĩ các em không phải là thiếu được sự tự tin, mà Ngân nghĩ không phải là thiếu sự tự tin, vì các em khi mà trong cái phần phỏng vấn các em thì Ngân cảm nhận được sự quyết tâm khi mà các em muốn được chiến thắng. Tuy nhiên có những cái mà các em vẫn chưa thể hiện được tốt, như những phần thi về các bạn đó là khả năng trình diễn các em không thể nào tốt như những bạn mà đã được học và được rèn luyện từ rất lâu, cũng như khả năng về ứng xử thì Ngân cũng không quá là đánh giá cao, mà câu trả lời của các em là xuất phát từ trái tim, và Ngân nghĩ đó cũng là một cái điều rất là dễ gần gũi, nhưng mà cũng là một cái chút gì đó không quá là đại trà, cũng như là không quá đạt được kỳ vọng như tất cả mọi người mong muốn nhiều.